Tổng đốc Vương, cuộc đời gây tranh cãi của Đại Phú Hộ Sài Gòn. Trong tứ Đại Phú Hộ Sài Gòn xưa, gồm Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Sườn, Tứ Hỏa, có lẽ Nhì Phương, Đỗ Hữu Phương là người tai tiếng nhất, đơn giản vì ông làm việc trực tiếp cho chính quyền Pháp. Danh tiếng và vai vế của Tổng đốc Vương trong xã hội thời đó quả không ai sánh bằng. Đặc biệt, ông cũng là người duy nhất trong tứ Đại Phú Hộ được đặt tên đường ở Sài Gòn Chợ Lớn từ thập niên 1910 cho đến tận năm 1975. Xuất thân giàu có, đam mê chính trị. Tổng đốc Vương tên thật là Đỗ Hữu Phương, sinh năm 1841 tại Chợ Đũi, Sài Gòn. Cha ông là Bá Hộ Khiêm, người Việt gốc Hoa, sang Việt Nam từ nhỏ và có một tiệm buôn ở Chợ Lớn. Còn mẹ ông là con gái của một quan tri phủ có tiếng. Nhờ gia đình có điều kiện nên Đỗ Hữu Phương được học hành tử tế. Ngoài tiếng Việt, ông nói tốt tiếng Pháp và giỏi tiếng Hán. Nhưng thay vì làm buôn bán như cha mẹ và cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn, Đỗ Hữu Phương lại thích đi theo con đường chính trị. Sau khi Pháp chiếm Đồn Kỳ Hòa năm 1861, Đỗ Hữu Phương chỉ mới 20 tuổi. Lúc đó ông nhờ một người quen là cai tổng Đỗ Kiến Phước dẫn đến giới thiệu với tham biện hạt Chợ Lớn là Francis Garnier. Thấy Đỗ Hữu Phương biết tiếng Pháp, gia thế lại giàu có, Garnier đã chấp nhận bổ nhiệm ông vào chức hộ trưởng. Khi đó khu vực Chợ Lớn được chia địa giới làm 20 hộ, từ đó Đỗ Hữu Phương trở thành viên chức của Pháp. Theo sử cũ ghi lại, Đỗ Hữu Phương làm việc cho người Pháp trong nhiều chiến dịch, điển hình là trận đánh vào lực lượng Trương Quyền, con trai của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định, tại Bà Điểm vào tháng 7 năm 1866. Trận này quân Pháp thắng và truy đuổi Trương Quyền đến tận bến lức Long An. Một trận khác diễn ra vào cuối năm 1866, khi Đỗ Hữu Phương cùng quân Pháp xuống Bến Tre, chiêu dụ hai con trai Phan Tôn và Phan Liêm của chiến sĩ yêu nước Phan Thanh Giản. Tháng 3 năm 1868, ông lại xuống đánh giá Kiên Giang, đàn áp cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực và bị thương nặng phải đưa về Sài Gòn chữa trị. Một mặt Đỗ Hữu Phương ra sức giúp người Pháp tiêu diệt các lực lượng khởi nghĩa, song mặt khác, ông lại bí mật giúp đỡ một số nhân sĩ yêu nước, điển hình là trường hợp của thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, chiến đấu bên các lãnh tụ nghĩa quân Trương Định, Âu Dương Lân. Theo đó, vào năm 1864, thủ khoa Huân đã bị Pháp bắt và kết án khổ sai, Đại Đi Canyon thuộc địa của Pháp tại Nam Mỹ. Ở tù được 5 năm, ông Huân được Pháp ân xá nhờ Đỗ Hữu Phương bảo lãnh. Từ đó suốt 3 năm, thủ khoa Huân đã bí mật liên lạc với các Hoa Kiều trong Thiên Địa Hội, mua vũ khí, đạn dược để chuẩn bị khởi nghĩa. Vụ việc vỡ lỡ, ông lại bị Pháp bắt, lần này nhận án tử. Theo sử cũ ghi lại, tham gia vụ bắt Nguyễn Hữu Huân có cả Đỗ Hữu Phương. Làm giàu nhờ đường quan lộ. Đỗ Hữu Phương chiếm được cảm tình của nhiều giới, nhất là từ chính quyền Pháp tới các thương gia người Hoa. Từ năm 1872, ông được chỉ định làm ủy viên hội đồng thành phố Chợ Lớn, rồi trở thành phụ tá xã Tây Chợ Lớn. Đỗ Hữu Phương còn được Pháp thưởng tam đẳng bội tinh. Triều đình Huế thì phong ông làm tổng đốc và ban thưởng tới 2.223 mẫu ruộng. So về ruộng đất, Đỗ Hữu Phương chưa thể nhiều bằng các đại phú hộ khác tại miền Nam như Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu, Lê Công Sủng ở Tiền Giang. Nhưng trong thời gian làm quan chức tại Sài Gòn, ông thường được coi là người trung gian môi giới cho giới thương gia người Hoa quan hệ với chính quyền Pháp. Hơn nữa, việc từng ra tay cứu giúp thủ khoa Huân cũng khiến một số lực lượng khởi nghĩa quay sang yêu mến Đỗ Hữu Phương, trong đó có rất nhiều tá điền, những người làm công trên ruộng đất của ông. Và có lẽ đây chính là nền tảng giúp gia đình Đỗ Hữu Phương giàu lên nhanh chóng. Theo sử cũ, Đỗ Hữu Phương chỉ lo quan hệ với bên ngoài. Việc làm ăn trong nhà ông giao hết cho vợ, một người phụ nữ họ Trần. Vợ Đỗ Hữu Phương vốn là con của một quan trong triều Nguyễn, gốc Quảng Nam, nên cũng có điều kiện học hành. Sau khi cưới, gia đình ông ở tại một căn nhà lớn thuộc quận 1. Người vợ không sống theo kiểu đài cát như nhiều phu nhân khác. Bà biết thu vén để đem thêm tiền bạc về cho gia đình. Với hệ thống mua bán kinh doanh lên đến hàng nghìn cơ sở, bà lo việc kết nối các tiểu thương xây dựng hệ thống. Ruộng đất cho các tá điền thuê do đích thân bà quản lý, việc thu tô thuế cũng vậy. Nhờ các mối quan hệ, gia đình Đỗ Hữu Phương đã chi phối được một phần giao dịch thông thương.
tại các bến cảng Sài Gòn để bán lúa giá cao. Khi viết về Đỗ Hữu Phương trong cuốn Sài Gòn năm xưa, học giả Vương Hồng Sển đa phần chê bai ông vì theo Pháp đánh nghĩa quân. Nhưng với vợ ông, vì học giả tỏ ra nể trọng, sự nghiệp của ông Phương trở nên đồ sộ nhất nhì trong xứ, phần lớn do tay phu nhân Trần Thị gây dựng. Bà giỏi đảm đang nội trợ, một tay quán xuyến trong ngoài, lại được trường thọ mất sau chồng. Chồng làm quan xây dựng mối quan hệ, còn vợ đứng sau, dựa vào những quan hệ này để làm giàu. Đây có là một mô hình khá mới mẻ thời đó. Nhưng mô hình này đã tỏ ra hữu dụng khi nó giúp cho Đỗ Hữu Phương vươn lên đứng thứ hai trong danh sách tứ đại phú hộ Sài Gòn, nhất sĩ nhì phương tam sườn tứ hỏa. Về độ giàu có của vợ chồng Đỗ Hữu Phương, có ghi chép nói rằng gia đình ông có riêng một đội đếm tiền hơn chục người được sắp xếp bí mật trong căn phòng phía sau nhà. Những người này ăn ngủ tại chỗ chỉ để đếm tiền, số tiền được họ bó buộc chặt rồi cất vào căn phòng kín kiên cố khóa nhiều lớp. Chùm chìa khóa của căn phòng chỉ có vợ ông Phương được giữ và nó gần như là vật bất ly thân đối với bà. Đỗ Hữu Phương nổi tiếng là người sống xa hoa và hiếu khách. Khách tới nhà chơi đều được ông đãi rượu champagne, ăn bánh Bouti Verdenons và uống cà phê Dulapé. Có lần bá tước Pierre Barthélemy và các bạn của mình đến viếng tư gia của Đỗ Hữu Phương. Ông ta kể lại, nhà ông Phương là một sự pha trộn lạ kỳ giữa Âu và Á. Sân trong thiết kế theo kiểu Trung Hoa, chung quanh sân là các phòng kiểu An Nam. Có một phòng salon rất đáng chú ý, đối diện với salon này lại là một biệt thự kiểu Âu. Không những thế, các cột nhà làm bằng gỗ tét rất quý, trụ mái nhà của phòng salon trông rất thanh tao. Trên một bàn làm bằng gỗ quý là những chai rượu Absinthe, Amapicon và những sản phẩm của Pháp khác. Ông Phương rất thích đãi khách các đồ ăn đặc biệt và ông cũng biết thưởng thức các loại rượu của chúng ta. Nếu muốn diễn tả hết tất cả sự giàu sang này thì có lẽ phải viết rất nhiều trang giấy. Cuộc đời gây tranh cãi. Sau này, Đỗ Hữu Phương bỗng thay đổi chí hướng, tham gia nhiều hoạt động từ thiện như xây dựng trường nữ trung học Sài Gòn, sau này đổi tên là trường Áo Tím, trường Gia Long và nay có tên là trường Nguyễn Thị Minh Khai ở quận 3. Ngoài ra, ông cũng bỏ nhiều tiền xây dựng cầu ông lớn tại Chợ Lớn, tu bổ rất nhiều chùa chiền, miếu mạo quanh vùng. Đỗ Hữu Phương dù nhập quốc tịch Pháp nhưng vẫn sinh sống tại Sài Gòn, cho đến khi mất vào năm 1914. Về đám tang của ông, sách Sài Gòn năm xưa viết, đám tang của vị tổng thống được tổ chức rất trọng thể, thi hài của ngài quan nửa tháng mới chôn. Hàng ngày có hàng trăm khách viếng, tang gia cho mổ trâu, bò, heo liên miên cúng và đại khách. Để ghi công của Đỗ Hữu Phương, chính quyền Sài Gòn đã đặt tên đường Tổng đốc Phương, hiện là đường Châu Văn Liêm, quận 5. Về hậu bối, vợ chồng Đỗ Hữu Phương có 6 người con, nổi tiếng nhất là hai con trai phục vụ trong binh đoàn lính Lê Dương của Pháp. Trong đó, Đỗ Hữu Vị nổi tiếng hơn cả, khi có nhiều tài liệu cho rằng ông này là phi công đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Đỗ Hữu Vị khi phục vụ quân đội Pháp, mang quân hàm đại úy, tham gia Thế chiến thứ nhất và tử trận tại Bắc Phi năm 1916. Sau này, một con đường gần nơi Đỗ Hữu Vị tử trận mang tên ông, người này cũng được chính quyền thuộc địa Pháp cho in trong con tem lưu hành ở Đông Dương. Đỗ Hữu Vị cũng là chủ nhân của câu nói nổi tiếng, tôi mang hai quốc tịch Pháp và Việt, nên mọi nỗ lực của tôi đều gấp đôi người khác. Còn anh trai của vị là Đỗ Hữu Chấn cũng phục vụ trong quân đội Pháp, lên đến hàm đại tá. Tuy nhiên, người này thường xuyên giấu mình, ít thông tin hơn người em. Ông Chấn cũng là người mang hài cốt Đỗ Hữu Vị từ Bắc Phi về Việt Nam chôn cất. Có lẽ Đỗ Hữu Phương là người có cuộc đời gây tranh cãi nhất trong tứ đại phú hộ Sài Gòn xưa. Tuy nhiên, độ giàu có của ông là điều không một ai có thể phủ nhận. Hơn nữa, những di sản mà ông để lại như trường học, cầu đường, chùa chiền vẫn còn tồn tại tới tận ngày nay, phục vụ cho nhiều thế hệ người dân Sài Gòn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!